tưởng sản phẩm của mọi nền văn minh phải chăng chỉ là một khối vật thể vô tri vô giác? Không, không. Giá trị đích thực của nó còn hơn cả những gì nó luôn hiện hữu. Giá trị đó không chỉ là sự tồn tại của các giá trị vật chất mà những đôi tay đó kiến tạo nên. Nó còn là sự hiện diện nhưng vô hình của tâm hồn. Tình cảm tháng năm dành cho em còn ngân vang.